phản ứng của netizen khi Quế Anh xin được nợ ân tình. Quế Anh, cái tên khiến công chúng thời gian qua không khỏi xì xào bàn tán, đã chính thức lên đường dự thi Miss Grand International 2024, không phô trương, không flex bản thân. Cô ấy lựa chọn tâm tình với khán giả, những người vô cùng quan trọng với người đẹp Việt ngay lúc này. Vậy lời nói từ đáy lòng có nhận về sự hài lòng? Vâng thưa quý vị, võ lê Quế Anh đăng quang Miss Grand Việt Nam 2024 trong tranh cãi. Đặc biệt sự tranh cãi này dường như lại đến từ thành phần ban tổ chức hơn là từ thí sinh. Nhưng người chịu ảnh hưởng lại chính là cô ấy, một tân hoa hậu sinh năm 2001. Ở một thời gian, Quế Anh đã chính thức trở lại trên cương vị đại diện Việt Nam tham dự đấu trường sắc đẹp Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2024. Trước ngày lên đường, cô ấy đã gửi tâm thư tới tất thảy mọi người với nội dung: xin hãy cho Quế Anh lần này được nợ khán giả món nợ ân tình. Xin chào quý vị khán giả và những người yêu mến cuộc thi sắc đẹp. Quế Anh tự hào khi được mang trên mình giải sát Việt Nam, hô vang tên đất nước mình trên sân khấu Miss Grand International. Quế Anh biết mình phải cố gắng vì hai tiếng Việt Nam để không phụ lòng những người đang yêu mến Quế Anh và cả những người khán giả còn chưa yêu mến mình. Suốt gần 2 tháng qua, mỗi ngày của Quế Anh bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. Chưa có một ngày nào ngừng nghỉ. Hành trình này Quế Anh biết sẽ còn rất dài, nhưng bản thân mình sẽ kiên trì và không ngừng nỗ lực. Hiện, cuộc thi Miss Grand International đang diễn ra tại Campuchia và Thái Lan. Như thường lệ, cuộc thi có hạng mục bình chọn cho đại diện quốc gia có khả năng tiến sâu vào vòng trong như là ăn tối cùng Mr. Nawaz, hạng mục bình chọn Power of Country để có cơ hội vào top 20, hạng mục bình chọn Popular Vote để có cơ hội vào top 10 chung cuộc, bình chọn trang phục dân tộc được yêu thích nhất. Quế Anh mong nhận được sự ủng hộ của quý khán giả, những người yêu mến nhan sắc Việt Nam cùng nhau tự hào hai tiếng Việt Nam. Bởi Quế Anh vẫn đang cố gắng hết mình để thể hiện tốt nhất ở Miss Grand International. Sau cùng, kết quả tại cuộc thi như thế nào, cảm xúc đều thuộc về khán giả. Tuy nhiên, Quế Anh hy vọng rằng với những khán giả còn hoài nghi, còn chưa yêu mến Quế Anh, lần này cho Quế Anh một cơ hội được khán giả mở lòng ủng hộ. Xin hãy xem như Quế Anh nợ quý khán giả món nợ ân tình. Quế Anh sẽ cố gắng nỗ lực chứng minh rằng sự vị tha, đồng cảm, sự ủng hộ của khán giả trong hành trình này là xứng đáng, trân trọng. Những lời này của Quế Anh đã nhận về nhiều tương tác, phản đối cũng có và đồng cảm cũng có. Tuy nhiên hơn cả, cô ấy vẫn là đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế. Vì vậy, những lời động viên với Quế Anh lúc này khá là quan trọng đúng không nào? Cố lên em nhé, cố lên cô bé, thương dữ vậy trời, luôn bên em. Thương cô bé này quá, hiểu chuyện đến đau lòng, đọc từng chữ là biết được áp lực và lo lắng thế nào, không sợ mình bị đuổi, không sợ mình mệt mà lo đến cảm xúc của khán giả. Dù có thế nào vẫn ủng hộ bé nhé, làm hết mình, tự tin bung xõa hết tất cả những gì mình đã rèn luyện vào hạt náo giao tiếp nhiều với mọi người bé nhé, năng động và tinh thần thoải mái nhé, cố lên bé ơi. Dạ chúng em luôn mở lòng với những người xứng đáng nên chị yên tâm, vẫn luôn ủng hộ Quế Anh nha. Em vote rồi. Vote này không chỉ dành riêng cho mỗi chị, mà là còn dành cho chiếc sách Việt Nam của chúng ta nữa. Em mong là chị có thể giữ vững tinh thần, ý chí và quyết tâm để có thể tiếp tục giữ chuỗi in top của chúng ta. Đây cũng là cơ hội để chị có thể chứng minh bản thân với khán giả rằng chị xứng đáng, chị đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Và đây cũng là cơ hội để mọi người có thể mở lòng đón nhận chị đó ạ. Nên em mong rằng chị sẽ đạt kết quả tốt nhất nha. Cố lên em nhé, ủng hộ em nhé. Em ấy đã nói như vậy rồi thì chúng ta nên cho em ấy một cơ hội để thể hiện năng lực cũng như mình ủng hộ cho nước nhà. Hy vọng em mạnh mẽ tự tin để thể hiện thật tốt. Trước khi chinh chiến cuộc thi thì đã có những dự cảm không được ổn lắm về người đẹp Quế Anh so với tiêu chí Forbi của cuộc thi gốc. Đầu tiên với tiêu chí nhan sắc. Nhiều người cho rằng trong hơn một thập kỷ tổ chức của cuộc thi, ông Nawaz đã được có 8 lần chọn người chiến thắng đến từ khu vực Mỹ Latin. Những người đẹp này đều gây ấn tượng với gương mặt, đường nét sắc sảo, mang khí chất quyến rũ, phóng khoáng. Nhưng Quế Anh lại sở hữu một gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tỏa sáng dễ thương. Về vóc dáng, mặc dù người đẹp Quảng Nam cao tới 1m72 với sự đo bao vòng là 78, 62 và 89, nhưng nó đặt để bên cạnh những người đẹp Latin, Hoa hậu Quế Anh vẫn bị cho là có phần lép vế vì thiếu sự săn chắc. Về tri thức, có thể hiểu là những phần ứng xử trong cuộc thi, dễ thấy đây là điều Quế Anh gây tranh cãi nhiều nhất. Về dự án kinh doanh, tân hoa hậu chưa có dự án cụ thể nào để có thể đánh giá được ở thời điểm đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024. Trở lại bữa nào liên quan Quế Anh, chắc hẳn ai ai cũng còn nhớ vào đêm chung kết. Dù là nhân vật được quan tâm nhưng để vươn tới ngôi vị Hoa hậu, Quế Anh đã gây tranh cãi. Ngay khi loạt tranh cãi nổ ra, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho rằng việc tranh cãi kết quả ở các cuộc thi nhan sắc là điều khó tránh khỏi và ban tổ chức cũng lường trước được việc này. Năm nào, ban tổ chức cũng nhận được nhiều đơn tố cáo, email, thông tin gửi về và phải kiểm tra thông tin. Bà khẳng định kết quả chung kết là quá trình quan sát, đánh giá công tâm về nhiều mặt. Không chỉ có phần thi ứng xử và ban giám khảo, ban tổ chức đã bàn bạc xem xét kỹ lưỡng.
Với đạo diễn Hoàng Nhật Nam, mọi chuyện dường như khó khăn hơn với anh khi bị cho là người có mối quan hệ đặc biệt với tân hậu Quế Anh. Trên trang cá nhân, anh đã lên một bài viết dài nhằm phủ nhận sự việc. Kính gửi quý khán giả, sau đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2024 tối 3 tháng 8, mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, trong đó có thông tin tân hoa hậu Võ Lê Quế Anh là cháu gái của tôi. Nhận thấy vụ việc bị đẩy quá xa, nhiều người chỉ trích cuộc thi Miss Grand Việt Nam. Cá nhân, gia đình tôi và cả hoa hậu Võ Lê Quế Anh, tôi xin phép chia sẻ một vài thông tin đến quý vị khán giả, người hâm mộ cuộc thi sắc đẹp. Thứ nhất, hoa hậu Quế Anh không phải là cháu gái của tôi. Tôi, Hoàng Nhật Nam và Võ Lê Quế Anh không có mối quan hệ họ hàng nào. Tôi biết Quế Anh từ năm 2020. Lúc đó tôi là giám khảo của Hoa Khôi các trường đại học Huế. Cuộc thi có Quế Anh tham gia. Sau cùng, Quế Anh nhận giải Á Khôi 2. Tiếp đến 2 năm sau, năm 2022, tôi được mời làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu du lịch Đà Nẵng. Quế Anh sau đó cán đích ở vị trí Á hậu 1. Sau hai lần dự thi cuộc thi tôi làm giám khảo, Quế Anh có giữ liên lạc với công ty Sang Vàng. Chúng tôi có mời cô tham gia hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa, các show thời trang ở Đà Nẵng. Việc giữ liên lạc với thí sinh sau cuộc thi ở các hoạt động văn hóa, xã hội là điều bình thường ở các cuộc thi sắc đẹp. Ban tổ chức, công ty Sang Vàng luôn tạo điều kiện để thí sinh của chúng tôi có cơ hội cống hiến, thể hiện hình ảnh đến khán giả. Tại các show của công ty Sang Vàng, Quế Anh tham gia ở vai trò là celebrity, dự thảm đỏ hoặc model trình diễn, diễn show Việt Nam Beauty Fashion Fest tại Quy Nhơn tại MGI 2023 ở Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, Quế Anh tham gia hoạt động với vai trò người mẫu, KOL, do vậy người thân của tôi có mời cô chụp ảnh, quảng bá sản phẩm cùng nhiều người đẹp có danh hiệu khác nữa ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, Quế Anh không phải là mối quan hệ huyết thống hay thân thiết với tôi. Đỉnh điểm là những thông tin tiêu cực liên quan tới tinh thần yêu nước của vị đạo diễn cũng như gia đình của anh đã lan truyền chóng mặt trên không gian mạng thời điểm đó. Ngay lập tức thì chính chủ đã đăng tải loạt ảnh mang trên mình áo đỏ sao vàng, đính kèm lời giải thích xanh chín. Tôi xin lên tiếng cho rõ như sau. 1. Tôi là công dân của Việt Nam, tôi chưa bao giờ xuất hiện gắn với những hình ảnh làm tổn thương danh dự đất nước mình, chưa bao giờ gắn với biểu tượng xa lạ với đất nước tôi đang hiện diện. Tất cả hình ảnh đang lan truyền cố tình làm hình ảnh của tôi. 2. Người được cho là cha của tôi sống ở Mỹ không phải là cha tôi. Cha tôi hiện sinh sống tại Việt Nam và là công dân Việt Nam. 3. Bức ảnh được lan truyền cho rằng mẹ tôi share bài viết mang nội dung vấn đề lịch sử là bức ảnh ghép cố tình bôi nhọ danh dự của mẹ tôi. Mẹ tôi luôn yêu quê hương, đất nước Việt Nam và dạy tôi yêu đất nước mình, ngợi ca vẻ đẹp của truyền thống văn hóa qua các tác phẩm dàn dựng của tôi suốt hành trình nghề nhiều năm qua. 4. Bức ảnh tôi chụp cùng những người thân quen đã lâu gặp lại tại California, Mỹ, nhân chuyến du lịch ở một nhà hàng là hoàn toàn trong sáng, một hoạt động ăn uống đời thường đang bị nhỏ, tạc, quy chụp. 5. Công ty Sen Vàng không có bất cứ thế lực đen tối ngầm nào đứng đằng sau như lan truyền. Nếu vậy, chúng tôi đã không trụ vững suốt thời gian qua và cống hiến nhiều cho sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa Việt Nam đến thế. Bạn có dự đoán gì về kết quả của Quế Anh khi người đẹp Việt ra đấu trường nhan sắc quốc tế? Liệu rằng có cú lội ngược dòng nào ở đây hay không? Hãy cùng bày tỏ quan điểm, suy nghĩ của mình để ai biết được bên nhà. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật tin tức hot mỗi ngày.